Vừa kết thúc năm học, thay vì tốn một khoản tiền lớn để đi du lịch xa, nhóm bạn trẻ này chọn các điểm mới lạ tại thành phố Hồ Chí Minh để lưu giữ lại kỷ niệm cũng như xả stress sau những kỳ thi căng thẳng. Nhiều điểm vui chơi khác như thảo cầm viên, biển nhân tạo tại Sơn Tiên hay các hoạt động vui hè tại Suối Tiên như lễ hội trái cây cũng thu hút được rất đông du khách. Hào hứng, đặc biệt là mình rất ấn tượng với tượng Phật á, cảm giác rất là ánh đèn hào quang nhìn nó rất là rực rỡ, rất là ấn tượng luôn. Nó có một cái không gian mà thực sự là ở giữa thành phố thì nó khó tìm ở một cái nơi nào khác mà nó có những cái khung cảnh hay là cái cách bài trí kiểu như này. Nó rất là phù hợp cho những cái dịp mà đi chơi vào dịp lễ, cho trẻ con đi chơi hay là kể cả người lớn cũng còn thấy đẹp. Để tăng cường những trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, nhất là mọi thành viên trong gia đình, hè năm nay, các điểm du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh chú trọng đầu tư thêm về các công trình mới, tạo nét độc đáo để thu hút du khách đến với các khu vui chơi. Dù là đặc trưng và quen thuộc của nội đô thành phố Hồ Chí Minh, nhưng du khách sẽ cảm thấy được nhiều điều mới lạ. Đối với ngành du lịch thành phố thì ngoài những cái sự kiện tổ chức trong cái dịp hè thì chúng tôi cũng giới thiệu những cái gói sản phẩm để giúp cho du khách có thể ở lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn. Đó là đầu tiên thì với những cái kết hợp với những cái đơn vị tổ chức những cái chương trình giao lưu văn hóa, về những cái hiệp hội về golf, những cái đưa những cái đội tuyển nổi tiếng trên thế giới có thể tham gia vào. Theo số liệu thống kê của ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong 5 tháng đầu năm, ngành du lịch đã đón hơn 1,69 triệu lượt khách quốc tế, 13 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ dịch vụ hơn 66.700 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù thời điểm này đang trong mùa thấp điểm của du lịch quốc tế, tuy nhiên, với những sản phẩm mới lạ của thành phố Hồ Chí Minh như hiện nay, mùa hè năm 2023 được kỳ vọng là đòn bẩy để đẩy nhanh tốc độ phục hồi du lịch nội đô.